Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ecovin. Hôm nay thì Thảo sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm máy massage khá là lạ. Không phải là massage lưng, cũng không phải là massage cổ, mà là massage khớp gối. Máy massage đầu gối HI-991 không dây, với rất nhiều tính năng vượt trội như là túi khí này, rung, sưởi nóng hay là hồng ngoại. Em HI-991 này chắc chắn sẽ là vị cứu tinh cho những bạn nào mà đang bị đau nhức hay là căng cứng của khớp gối. Không để bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, cùng mình mở hộp em máy này ngay nhé. HI-991 thì được đựng trong hộp rất là chắc chắn. Ở trên vỏ hộp thì có ghi tên sản phẩm bằng tiếng Anh cũng như là các tính năng nổi bật của sản phẩm. Để mình mở ra xem nhé. Đầu tiên là một thẻ bảo hành 12 tháng của Ecovin, một sách hướng dẫn sử dụng, một cắp sạc Tai Chi. Và đây là em máy massage đầu gối HI-991 đây. Máy được đựng trong một lớp xốp rất là chắc chắn nhé. HI-991 thì được thiết kế hình vòng cung, mô phỏng cái hình dạng của khớp gối. Nhờ có thiết kế này thì máy có thể ôm sát phần khớp gối hơn, từ đó thì tối ưu được hiệu quả xoa bóp hơn. Đây là màn hình đèn LED. Bên dưới này là các nút bấm trực quan, lát mình sẽ giới thiệu chi tiết nhé. Đây là dây đeo để cố định máy với đầu gối. Phía bên trong này là phần túi khí 4D, có cả ở 4 mặt của máy và phần quai đeo. Chính giữa là 20 đèn LED chiếu sáng hồng ngoại. Và cuối cùng là khe cắm sạc Tai Chi. HI-991 thì bao gồm có 6 nút bấm cảm ứng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể sử dụng được. Nút switch dùng để bật và tắt máy. Bạn nhấn giữ nút này thì màn hình sẽ sáng lên. Máy sẽ mặc định ở chế độ massage là sưởi nóng ở nhiệt độ thấp, túi khí mức nhẹ và rung nhẹ, đèn LED sáng lên. Nút red light dùng để bật và tắt đèn LED hồng ngoại. Khi tắt thì biểu tượng đèn LED phía trên màn hình sẽ tối đi. Bạn chạm nhẹ vào biểu tượng này để điều chỉnh tính năng này nhé. Nút intensity dùng để điều chỉnh mức cường độ của túi khí. Máy có 3 mức cường độ là trung bình, cao và thấp, tương ứng với 3 mức độ hiển thị là L2, L3 và L1 ở phía trên màn hình. Nút pattern dùng để điều chỉnh các chế độ massage. Máy có 3 chế độ massage tương ứng với 3 mức hiển thị ở trên màn hình là P2, P3 và P1. P2 là massage rung, P3 là massage túi khí và P1 là massage kết hợp rung, túi khí và sưởi nóng. Nút heating dùng để điều chỉnh mức nhiệt độ. Máy có 3 mức nhiệt độ tương ứng với 3 mức hiển thị là H2, H3 và H1. Bạn chạm nút heating để điều chỉnh tính năng này. Màn hình hiển thị HF tức là tính năng sưởi nóng sẽ tắt. Nút time dùng để điều chỉnh thời gian massage. Máy có 4 mức thời gian massage tương ứng là 15, 20, 25 và 30 phút massage. Cứ mỗi lần chạm nút time thì thời gian sẽ tăng thêm 5 phút theo chu kỳ. Màn hình sẽ hiển thị thời gian và đếm ngược trong suốt quá trình bạn massage nhé. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm sản phẩm nhé. Bước 1. Quấn đai cố định vào khớp gối. Bạn quấn và điều chỉnh dây đai sao cho cảm thấy thoải mái nhất. Sau đó dán cố định để tránh việc máy bị di chuyển trong quá trình massage. Bạn có thể đặt máy theo chiều hướng lên hoặc hướng xuống sao cho thuận mắt với mình, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các cách đặt máy này thì không làm ảnh hưởng đến hiệu quả massage mà máy đem lại. Một điểm lưu ý nho nhỏ là bạn nên sạc đầy pin trước khi sử dụng. Khi mà đang sạc thì màn hình sẽ nhấp nháy như trên hình, pin đầy khi cả 5 vạch ở trên màn hình đều sáng lên. Máy thì đã được sạc đầy trước khi mà giao đến tay cho khách hàng. Bước 2. Bật máy và điều chỉnh chế độ. Mình sẽ điều chỉnh nút intensity ở mức trung bình là L2 và heating ở mức H3 nhé. Cảm giác thì phần khớp gối của mình được nén căng và thả lỏng một cách liên tục, rất là thoải mái. Chừng nóng thì rất là ấm. Ai mà đang bị đau nhức phần đầu gối do làm việc nặng này, hay là do chấn thương do thể thao hay là lão hóa tuổi già thì nên dùng em máy HI-991 này nhé. Trên đây là các bước sử dụng máy massage đầu gối HI-991. Nếu cần thêm bất kỳ thông tin nào khác, hãy liên hệ với Ecovin tự mình theo thông tin sau. Số hotline 0972 555 145. Website ecovin.vn. Địa chỉ CL14, khu đô thị Nam La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Mọi người nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể theo dõi những video hữu ích khác.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.